Sau chiếc vô địch SEA Games 30 trên đất Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải chia tay gần hết đội hình chính. Thế hệ vàng từng dự World Cup U20 như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng đều đã quá tuổi và sẽ không thể góp mặt ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới. Người duy nhất đủ tuổi là cậu em út Đoàn Văn Hậu. Ngoài Văn Hậu, trong số 23 cầu thủ giành tấm huy chương vàng SEA Games 2019, chỉ còn sót lại thủ môn Nguyễn Văn Toản. Vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đã bắt tay xây dựng lực lượng cho U22 Việt Nam dự SEA Games 31 ngay từ thời điểm hiện tại. Nổi bật nhất trong đội hình U22 Việt Nam tại SEA Games năm tới chính là Đoàn Văn Hậu. Không còn là cậu út, Văn Hậu sẽ là đầu tàu dẫn dắt các đàn em bảo vệ chức vô địch ở giải đấu trên sân nhà. Hậu vệ trái số 1 Việt Nam hiện đang thi đấu cho Heerenveen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã lựa chọn được một số gương mặt trẻ cho tương lai, bao gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Ielenie, Đặng Văn Tới, Dũng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình và Trần Danh Trung. Đây là 9 cầu thủ đã được vị trí lực gia người Hàn Quốc gọi lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. 5 trên 9 cái tên này còn được ông Park đưa sang Thái Lan. Ngoại trừ Ielenie thì những cầu thủ còn lại đều có cơ hội vào sân. Ngoài 11 cái tên nêu trên, bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều những tài năng trẻ lứa 1999, 2000 như Dương Tùng Lâm, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú, Âu Dương Quân và nhiều cầu thủ khác. Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31. Tuy nhiên, VFF vẫn chưa quyết định có đề xuất môn bóng đá nam thi đấu với đội hình U22+2 hay không. Nếu được tăng cường 2 cầu thủ trên 22 tuổi, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dễ thở hơn trong việc xây dựng nhân sự. SEA Games luôn bị gắn với định kiến là sân chơi ao làm, khi nước chủ nhà thường đưa vào thi đấu các môn để họ vơ vét huy chương. Tại giải đấu vừa qua diễn ra ở Philippines, họ đã giành được 149 huy chương vàng, hơn đoàn thứ hai Việt Nam đến 51 huy chương. Bên cạnh việc đưa vào những bộ môn xa lạ, Philippines cũng bỏ đi nhiều môn mà vốn dĩ họ không có thế mạnh. Nhìn vào hai kỳ SEA Games gần đây, đoàn thể thao Việt Nam đang có những bước đi đúng đắn khi giành được nhiều huy chương vàng ở những bộ môn trong hệ thống Olympic. Lãnh đạo thể thao Việt Nam đã khẳng định SEA Games 31 sẽ là sân chơi của những bộ môn trọng điểm cùng mục tiêu xóa bỏ đi định kiến ao làng.